Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu tới các bác về dòng sản phẩm máy mài Makita, hàng thương hiệu chính hãng, 100% là hàng công ty, máy công suất mạnh nhá. Các bác vào xem video mà quan tâm sản phẩm, các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất. Mỗi khi mà bên em đăng tải video về những cái dòng sản phẩm khác nhau thì các bác sẽ luôn nhận được những cái thông báo mới nhất để mời các bác được cùng vào tham khảo và lựa chọn sử dụng những cái dòng sản phẩm mà bên em đang phân phối. Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai là chuyên phân phối xỉ lẻ và nhận ship code COD toàn quốc về tất cả các mặt hàng điện máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề, vật tư thay thế điện cơ, điện lạnh, điện máy cầm tay. Mẫu mã rất là đa dạng, chất lượng ok, giá cả thì luôn luôn là cạnh tranh nhất thị trường. Khi mà các bác đặt mua sản phẩm, bên em sẽ luôn nhận ship code COD toàn quốc, ship về tận cửa nhà cho các bác. Và các bác được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng và thanh toán tiền, cho nên là các bác yên tâm ạ. Còn về phương thức đặt hàng thì cực kỳ là đơn giản. Các bác chỉ cần để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này, hoặc là các bác alo trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0378487818, số điện thoại mà đang hiển thị trên màn hình. Số đó là số chính của bên em, có cả Facebook và cả Zalo luôn. Các bác muốn mua hàng, các bác có thể là vào kết bạn Zalo với em để thuận tiện hơn trong việc mua hàng. Cũng như là khi các bác đặt mua sản phẩm thì vào trong đó bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và sẽ báo giá cho các bác theo thời điểm và theo số lượng trên từng đơn hàng. Cho nên là các bác cứ yên tâm ạ. Còn không để cho các bác phải chờ đợi lâu, em sẽ đi giới thiệu chi tiết về cái dòng sản phẩm của ngày hôm nay nhá. Máy mài cầm tay, máy Makita, hàng công ty chính hãng 100% các bác này. Đấy, thứ nhất là khi các bác mà đã làm thợ, làm nghề ấy, thì là các bác nhìn cái con máy chính hãng là các bác đã phát hiện ngay ra rồi. Thứ nhất là máy chính hãng này, dây của nó rất là dài và to. Đấy, các bác nhìn đây này, từ cái phích cắm này, đây là cái phích của cái con máy chính hãng đây này các bác này. Đấy, cái con này model của nó là 9556HN nhá, máy công suất mạnh này. Đấy, em sẽ quay cho các bác xem chi tiết về cái thông số kỹ thuật này. Đấy, cái con này là các bác sẽ sử dụng cái đường kính lưỡi cắt và lưỡi mài phi 100, chạy điện 220-240V và tần số là 50-60Hz. Công suất thực của máy là 840W, vòng tua là lên đến 11.000. Cực kỳ là ok. Đối với những cái dòng sản phẩm hàng chính hãng thì công suất của nó là công suất thực, không có phải là ảo các bác nhé. Đấy, và các bác là sẽ có tem bảo hành của công ty hiển hoi và chữ Makita này. Đấy, Makita nó là hàng chữ dập nổi luôn ở trên máy đây này các bác này. 100% là hàng công ty nhé. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác luôn về đầy đủ trọn bộ của nó. Thứ nhất là khi các bác đặt mua về, nó sẽ có một cái hộp giấy đựng như này. Đấy, hộp rất là dày dặn và đẹp. Model máy đây, 9556HL đây này các bác này. Đây là cái thông số ở bên ngoài nhá. Cái vỏ hộp ở phía bên ngoài nó sẽ như thế này ạ. Đó. Và em sẽ mở phía bên trong để cho các bác được cùng tham khảo về đầy đủ trọn bộ phụ kiện của cái con máy 9556 này. Bên trong đấy nhá, em có bóc cái ruột máy để cho các bác dễ quan sát rồi. Thì bên trong cái phụ kiện đi kèm thì là các bác sẽ có kèm theo là một cái đĩa mài này. Đây là một cái đĩa mài phi 100 đấy, của Makita luôn. Và ngoài ra là cái con này là các bác có thêm một cái tay cầm máy này. Đó, đây là tay cầm máy. Và ngoài ra là sẽ có một cái ốp bảo vệ này, ốp bảo vệ đấy này. Và phía bên này là các bác có một cái này là cái tay mở lưỡi để thay đá đấy. Ngoài ra là sẽ kèm theo là có một cái tờ giấy phiếu bảo hành nhé. Đây là phiếu bảo hành chính hãng của công ty luôn. Đó. Và quyển sách hướng dẫn sử dụng này. Đầy đủ hết các bác nhé. Đầy đủ hết về các bác, chỉ việc mài thì các bác có lưỡi sẵn rồi. Còn các bác cắt sắt, cắt gỗ thì là các bác sử dụng mua thêm cho em một cái lưỡi phi 100 nữa là ok. Đấy, máy kiểu dáng máy đây thì cực kỳ là đẹp luôn rồi. Đấy, rất là ok các bác nhá. Có bác nào mà quan tâm muốn đặt hàng thì là các bác cứ để lại số điện thoại, em sẽ trực tiếp alo để tư vấn cho các bác. Hoặc các bác liên hệ lại với em qua cái đầu số điện thoại kia để được tư vấn kỹ hơn. Đó, em vừa quay rất là chi tiết luôn rồi. Có bác nào quan tâm thì cứ liên hệ tới bên em nhé.
Trong cái đoạn video ngắn này thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây ạ.